Nếu các bạn nghĩ chỉ tới Ninh Thuận chúng ta mới có thể ngắm nhìn những trang trại nho bạt ngàn thì có thể các bạn đã nhầm, bởi vì ngay tại thủ đô Hà Nội cũng có một trang trại nho hữu cơ vô cùng độc đáo. Công việc hàng ngày của chúng tôi là bắt đầu từ 6:30. Công việc trong vườn nho thì nói chung là làm những công việc như là tỉa canh này, tỉa quả này, tỉa bấm chồi này, rồi dọn cỏ ở gốc cây. Cũng không nghĩ rằng đất Hà Nội có trồng được nho. Nhưng mà sau khi mà 2 năm, 3 năm mà thử nghiệm rồi đã có những kết quả như hôm nay thì là rất là phấn khởi. Một năm tại nông trại nho hữu cơ sẽ có 2 mùa vụ, bao gồm tháng 6 và tháng 11. Để trồng được khoảng 2,5 hectare nho hữu cơ, chủ trang trại cần phải lựa chọn cẩn thận từ giống cây, nguồn đất, nước đến phân bón. Hiện tại bây giờ vườn của mình đang trồng 4 giống nho chính. Nho ngọc trai đen, nho ngón tay vàng, ngón tay đen và nho vàng thơm. Cái giống nho hữu cơ của mình nó có một đặc thù vượt trội hơn, đó chính là nó phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của Hà Nội. Và thứ hai nữa là giống nho này không hạt và rất là ngọt. Chi phí để trồng nho hữu cơ với trồng nho bình thường thì chi phí sẽ lớn hơn rất là nhiều. Vì thứ nhất là cái chế độ chăm sóc sẽ khắt khe hơn. Chế độ chăm sóc sẽ khắt khe hơn và cái chế độ dinh dưỡng đấy, hay là chế độ mình bảo quản như kiểu dùng mái che này đấy, hay là giàn này, hay là cái chế độ cột, các thứ là rất là chi phí tốn kém hơn. Và kỹ thuật ở đây mình cũng phải kỹ thuật cao hơn để tìm hiểu rõ hơn. Và mình không thể sử dụng những thuốc như kiểu vô cơ như bình thường khác đấy, mình sẽ sử dụng toàn hữu cơ. Từ trồng được cái nho mà khi mà nó có thành quả, chùm những cái chùm nho ngày càng một lớn lên mà nó phát triển thì tâm trạng chúng tôi là rất vui và phấn khởi. Đấy là cái niềm vui sướng nhất của chúng tôi.